Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông và xây dựng Minh Đức thuộc tổng công ty Sơn Trường đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm tấm tường và tấm sàn HoloCore. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành và đại diện các sở ngành địa phương đơn vị. Qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông và xây dựng Minh Đức, thành viên của tổng công ty Sơn Trường, luôn chú trọng đổi mới công nghệ, trang thiết bị, kịp thời nắm bắt và áp dụng công nghệ mới vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, trở thành doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và thi công cọc bê tông dự ứng lực tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm tấm tường và tấm sàn HoloCore là sản phẩm mới, đáp ứng các tiêu chí, công nghệ hiện đại, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, đẩy nhanh tiến độ thi công của các công trình xây dựng, đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng và đối tác. Với năng lực và uy tín của mình, các dòng sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông và xây dựng Minh Đức đã có mặt tại nhiều dự án tiêu biểu như khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát, nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1, tỉnh Quảng Ninh, nhà máy nhiệt điện Thái Bình và một số dự án của Hải Phòng như nhà máy sản xuất máy phát điện tua bin gió do tập đoàn GE của Mỹ đầu tư, tổ hợp sản xuất ô tô VinFast.